Hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một loại giống cỏ mới các bạn nhé, được bên mình trồng nhân giống. Đây là loại cỏ VH06. Đây là loại cỏ mọc tự nhiên ở vùng Nghệ An bên mình. Và thực sự ra là mình không biết là tên cỏ gì. Mình đã tìm hiểu trên thông tin đại chúng rồi, tìm hiểu qua các kênh internet thì không biết loại cỏ này tên gì. Và mình đặt tên cho nó là cỏ VH06 các bạn nhé. Loại cỏ này thì nó có khả năng là chịu được ngập úng rất là tốt. Thì chúng ta có thể là trồng dưới đất ruộng luôn các bạn. Là nó bị ngập nước, nó không bị chết. Ngoài ra thì có thêm cỏ Pát Pa Lum. Cỏ Pát Pa Lum thì nó chỉ phù hợp là trồng một mùa khô và một mùa ngập nước. Nhưng mà loại cỏ này thì chúng ta trồng luôn ở dưới đất ngập úng các bạn nhé. Cỏ cao thì nó có thể là cao như thế này. Nhưng mà khi mà chúng ta trồng để thu hoạch cho vật nuôi ăn ấy, thì mình thu hoạch sớm hơn. Đây là do bên mình là để làm giống nên là bên mình để cao như thế này. Loại cỏ này thì chúng ta trồng bằng thân các bạn nhé. Mình cắt cái thân của nó, sau đó là mình trồng. Thì bên mình là đang còn nhân giống ở bên kia, bên tấm ruộng bên kia. Còn ở đây là bên mình cắt giống các bạn này. Khi cắt thì mình cắt sát như thế này. Và nó tiếp tục là nó nảy mầm, nó tái sinh lại như thế này các bạn nhé. Loài cỏ này thì nó sinh sống và phát triển quanh năm. Và bên mình cũng đã test thử cho nhiều loài vật nuôi ăn rồi. Ví dụ như là trâu bò này, rồi là hươu, rồi là dê cừu thì nó vẫn ăn tốt. Và bên mình cũng đã thu hoạch cho cá ăn rồi thì cá vẫn ăn được các bạn nhé. Đây là loại giống cỏ mới, mình mới phát triển thôi. Tại vì nó mọc tự nhiên và mình cũng đã tìm một số loại giống cỏ mà trồng thẳng ở dưới đất ruộng ngập úng. Ví dụ như là cỏ Pát Pa Lum này, rồi là cỏ cỏ lông tây. Nhưng mà cỏ lông tây thì nó thân của nó không được lớn như thế này. Cỏ lông tây thì nó có nhiều lông, còn cỏ này thì nó có ít lông hơn các bạn nhé. Đây, các bạn có thể xem là thân cây của nó. Mắt của nó giống như là cái cỏ Mombasa ấy. Nhưng mà lá của nó bé hơn. Loài này thì chuyên trồng ở dưới đất ruộng ngập úng. Bạn nào muốn biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn có thể là kết nối với mình nhé, để mình tư vấn cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau.